Hôm nay chúng ta sẽ làm quen chi tiết hơn với lại cái nhóm Transform. Transform thì nó là cái nhóm lệnh giúp cho chúng ta có thể là thực hiện được những cái phép Transform một cách chi tiết hơn, chính xác hơn so với những gì mà chúng ta vẫn làm với công cụ PicTool. Đấy, với công cụ PicTool thì thực ra các lệnh Transform chúng ta làm cũng tương đối là dễ, tương đối là thoải mái. Tuy nhiên là khi mà yêu cầu làm một cái gì đó nó có tính chất thật là chính xác thì chúng ta nên gọi cái nhóm lệnh transform ở trên menu để mà hỗ trợ. Thế thì để thực hiện thì các bạn có thể tìm ở phía bên tay phải. Nếu mà thấy cái panel transform mà nó đã có rồi thì chúng ta sẽ bấm gọi nó ra. Hoặc nếu không thì chúng ta có thể là xử lý bằng cách là gọi nó bằng cái cách là lấy ở trên menu Object. Đây, chúng ta có thể tìm ở trong menu Object. Đây, các bạn tìm tới cái nhóm lệnh Transformation. Trong này nó sẽ cung cấp cho các bạn những cái tùy chọn cụ thể. Đấy là Position, Rotate, Scale and Mirror, Size và Skew. Thì đấy là những cái lệnh mà giúp cho chúng ta làm việc nó có thể là chính xác hơn. Ví dụ như là cần một cái lệnh nào thì chúng ta bấm vào lệnh đấy. Tuy nhiên là cái thao tác này gọi thì gọi một lệnh, thế nhưng mà nó sẽ mở ra một cái bảng gọi là bảng tổng và nó sẽ đánh dấu cho chúng ta đúng cái lệnh mà chúng ta đang cần. Ví dụ như ở đây thì chúng ta có cái lệnh là Position chẳng hạn. Tôi muốn dịch chuyển vị trí của một cái đối tượng nào đó thì tôi có thể là thực hiện như sau: chọn cái đối tượng, sau đó thì muốn dịch theo chiều x bao nhiêu, y bao nhiêu thì tôi có thể điền cái tham số cụ thể vào đây. Với cách như thế này thì chúng ta có thể dịch chuyển cái đối tượng của chúng ta một cách chính xác luôn, và nó còn giúp chúng ta là giải quyết là ngoài cái việc dịch chuyển một đối tượng như thế thì chúng ta còn có thể lặp đi lặp lại bằng cách là thêm các cái bảng copy. Ví dụ nếu như bây giờ tôi chỉ thực hiện cái phép dịch chuyển thôi, tôi yêu cầu dịch trục x chẳng hạn như là 100 mm chẳng hạn, thì tôi điền con số vào đây, sau đó chọn đối tượng, nhấn apply, nó sẽ dịch cho tôi đúng cái bước dịch như thế. Thực ra với cái cách như thế này thì chúng ta có thể là thực hiện được bằng cách là gì đấy ạ, cách trên này cũng được đúng không? Ở trên cái phần nút distance này các bạn cũng có quyền là điền con số vào đây và sau đó các bạn chọn đối tượng và các bạn dịch nó bằng bằng cái phép dịch chuyển bằng bàn phím, phím trái phải trên dưới vân vân. Tuy nhiên là ở đây thì nó cung cấp cho các bạn thêm cái phương pháp là gì đấy ạ, tạo thêm bản sao. Đấy, ví dụ như bây giờ tôi đặt cái này là 3 à, đó. Thì khi mà tôi nhấp lệnh thì nó sẽ làm sao? Nó sẽ dịch và đồng thời nó lại nhân bản thêm cho tôi theo cái con số mà tôi yêu cầu. Và có cái sự khác nhau gì ở những cái phần này hay không? Đây, chúng ta cùng nhau xem. Bây giờ một cái đối tượng như thế này, tôi dịch thì các bạn sẽ thấy là nó có một số các cái tùy chọn ở đây. Chúng ta có một cái hệ thống các sơ đồ và trong này chúng ta thấy là 8 cái điểm bao xung quanh như thế này và một điểm ở giữa tâm, và mặc định thì nó sẽ tính là cái center này nó được nhấn xuống. Đây, ví dụ bây giờ ví dụ tôi đánh dấu vào đây thì sao? Đó. Đây, tôi có thể là đánh dấu vào cái từng điểm một. Đây. Này, tôi dịch cái trục x ví dụ lại 100 nhé, con số lại 100, lại đặt lại như vừa nãy. Đây, apply. Bây giờ chúng ta đặt thử này. Trước hết là đặt ở tâm này, đặt ở tâm, con số dịch là 100. Đây, thì nó sẽ dịch cho chúng ta đến đây. Đó. Nó dịch cho chúng ta đến điểm này. Bây giờ tôi
đặt lại cái này. Ví dụ đặt từ đây. Thì thực ra là chúng ta sẽ có những cái đánh dấu để mà tính xem là cái độ dịch chuyển hay là cái vị trí nó tính từ cái điểm nào. Đấy thì các bạn có thể thay thế những cái vị trí này bằng bằng các cái giá trị tính toán. Đấy. Các bạn thiết lập lại. Quan trọng nhất, thực ra quan trọng nhất trong này nó là cái phần copy thôi. Đấy. Nhưng mà ví dụ như là bây giờ chúng ta xem một vài cái lệnh khác nhé. Lệnh dịch chuyển thì tương đối là đơn giản, nó không quá phức tạp. Nhưng bây giờ chúng ta xem thử một số lệnh khác như sau. Ví dụ như là lệnh quay. Quay chẳng hạn, quay là cái mà chúng ta sẽ thấy là rất là quan trọng. Đấy. Còn nhớ cái bài trước không nhỉ? Bài trước khi mà tôi vẽ được một nửa cái hình âm dương ấy. Đấy. Tôi vẽ được một nửa cái hình âm dương rồi thì khi mà tôi quay thì tôi phải mượn cái tâm của cái vòng tròn. Tôi mượn cái vòng tròn để tôi quay. Đấy, thế thì bây giờ chúng ta xem thử xem là cái phương pháp xử lý của cái này như thế nào. Hay là bây giờ thế này nhá. Các bạn thử thử làm việc với lại cái bài quay như thế này. Tôi ra một cái yêu cầu rất là đơn giản thế này nhá. Để xem các bạn xử lý như nào. Tôi cần vẽ một cái đồng hồ. Tôi cần vẽ một cái đồng hồ sẽ có đầy đủ tất cả các vạch phút này. Đấy, rồi vạch giờ này. Và tôi cũng cần hai cái kim có thể quay được ở trên cái trục mặt đồng hồ đấy. Tất nhiên đồng hồ của tôi là đồng hồ mặt tròn rồi. Bây giờ với các thứ kiến thức mà các bạn đang có đấy, liệu các bạn đã có thể dựng nhanh được một cái đồng hồ như thế chưa? Một cái mặt đồng hồ như thế chưa? Suy nghĩ thử xem có bao nhiêu cách để chúng ta có thể làm ra một cái mặt đồng hồ như thế nhanh nhất có thể. Đấy, yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần vẽ một cái mặt đồng hồ thôi. Và cố gắng cho tôi các cái phương pháp hợp lý để mà chúng ta có thể tạo ra nó. Ra chúng ta sẽ có vài phương pháp khác nhau đấy. Có vài phương pháp khác nhau để chúng ta dựng ra cái đấy. Tất nhiên là có một vài phương pháp các bạn chưa làm được vì tôi chưa giảng đến. Nhưng với các kiến thức hiện tại đang có, tôi tin rằng là ít nhất các bạn có thể làm được bằng hai cách. Ít nhất là bằng hai cách. Đấy. Thế bây giờ các bạn thử nghiệm một chút xem là các bạn sẽ làm ra nó bằng những cách như thế nào và mất bao nhiêu thời gian thì vẽ xong được cái mặt đồng hồ như thế. Rồi, sau khi một cái thời gian để cho các bạn tự bơi thì tôi thấy bơi cũng chậm quá và sai hướng nhiều quá, cho nên là chúng ta sẽ hướng dẫn luôn là phải bơi như thế nào. Bây giờ cái bài toán chúng ta đặt ra là gì? Một cái mặt đồng hồ, đúng không? Một mặt đồng hồ thì nó là một hình tròn và quy ra là 360 độ. Bây giờ chúng ta vẽ đầy đủ tất cả các vạch phút ở trên đấy thì nghĩa là chúng ta phải vẽ là 60 cái vạch phút, đúng không? 60 cái vạch phút, như thế quy ra là mỗi vạch phút nó lệch đi bao nhiêu độ? Là 6 độ, đúng không? Bao nhiêu nào? 6 độ. Ok, thế bây giờ chúng ta vẽ theo một cái cách hết sức là thủ công nữa nhé. Chưa cần trợ giúp gì cả nhiều thì chúng ta sẽ làm như sau. Bây giờ tôi vẽ một cái đường đã nhé. Đây, ví dụ chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ chẳng hạn như là công cụ pen này đi. Tôi vẽ một cái đường. Như vậy là tôi có một đường là như thế này, lúc vẽ tôi vẽ làm sao cho thẳng đứng, được chưa? Bây giờ tôi sẽ tính toán là bằng cách là tôi cộng một cái. Như thế là tôi sẽ có một bản sao, đúng không nào? Hôm trước chúng ta đã nói với nhau là khi quay một cái đối tượng mà có nhấn giữ phím Control thì chúng ta sẽ
chúng ta sẽ khóa được cái đối tượng của chúng ta là quay một góc bao nhiêu. Bình thường thì Corel nó cung cấp cho chúng ta cái góc là 15 độ, nhưng chúng ta hoàn toàn có quyền là thiết lập lại, đúng không? Thì bây giờ tôi sẽ giải quyết bằng cách là vào tool này, đúng không ạ? Và option này, trong option này thì tôi sẽ vào phần edit và tôi điều chỉnh lại cái này là thành 6 độ một cái lần quay. Bây giờ chúng ta giữ phím control và chúng ta bắt đầu quay cái này. Thì chúng ta sẽ có bao nhiêu nhỉ? Chúng ta sẽ có đúng là 6 độ đúng không? Và tôi chuột phải một cái thì là tôi sẽ nhân bản được. Bây giờ tôi nhắc lại nó bằng lệnh Ctrl R. Repeat nhắc lại. Đến đây. Tôi chia được đúng chưa? Thế nếu bây giờ mà tôi hàn tất cả cái đống này lại với nhau thì sao? Hàn. Ok, xong một việc. Được chưa? Bây giờ tôi vẽ tiếp một vòng tròn nữa. Giữ Ctrl vẽ một vòng tròn. Sau đó thì tôi gióng hàng gì đây ạ? CE đảm bảo đồng tâm chưa? Rồi, bây giờ tiếp tục. Giữ Shift kéo lớn ra một tí, đến đây là tôi sẽ có vòng lớn ở ngoài. Đúng chưa? Bây giờ tôi chỉ cần xử lý làm sao đây ạ? Thu một cái vào đây. Chuột phải nhân bản thì tôi sẽ có thế này. Cái vòng thứ hai. Bây giờ tôi chỉ cần lấy cái vòng thứ hai này mà tôi làm sao đây? Tôi cắt đi cho tất cả những cái vạch này thì sao? Bây giờ nó có hay không? Nó đủ các bạn chưa? Đây là cách hết sức thủ công. Đó. Cách hết sức thủ công và chúng ta cũng chỉ cần trợ giúp một chút ở trong cái đoạn gọi là xử lý lại cái góc quay cưỡng bức thôi. Đây là một nhá, đây là chúng ta làm một cái dài. Thế bây giờ chúng ta lại làm lại theo một phương pháp khác nhá, tôi lại tính toán một phương pháp khác. Bây giờ tôi vẽ ra một cái vòng tròn. Đây là mặt đồng hồ, được chưa? Sau đó thì tôi sẽ xử lý tiếp bằng cách là tôi vẽ ra một vạch phút. Đến đây tôi sẽ chọn cái này và cái này. Tôi gióng C là để đảm bảo rằng là nó sẽ thẳng, được chưa? Đến đây tôi sẽ làm thêm một cái thao tác nữa là gì ạ? Chọn cái này. Bây giờ tôi không cần biết là tâm tiếp các thứ nó ở đâu, tại vì quay thì kiểu gì nó cũng sẽ đồng tâm với vòng tròn. Nhưng bây giờ tôi cũng không cần phải kiểm tra đến tâm, mà tôi sẽ tính luôn bằng cái cách thức là gì đấy, mượn tâm. Vì cả hai, đây là tâm của vòng tròn nhé, đúng không? Thế bây giờ thằng này muốn mà cũng quay xung quanh như thế thì cái tâm của nó phải trùng với lại cái tâm vòng tròn thì chúng ta mới làm được. Tất nhiên là chúng ta cũng có thể làm theo cái phương pháp thủ công nhất trong các đoạn thủ công, đó là gì ạ? Chọn thế này. Bây giờ tôi kéo cái thước vào đây để tôi đánh dấu cái tâm, đúng không? Bây giờ tôi lại kéo tiếp cái thước này vào đây. Thế là tôi sẽ có gì đây ạ? Tâm của vòng tròn, đúng không? Bây giờ nếu như mà tôi chọn cái này, tôi bấm vào đây, nó sẽ xuất hiện ra tâm quay, đúng không nào? Bây giờ nếu mà tôi kéo tiếp cái thằng này xuống và tôi đặt nó trùng vào đây theo nguyên tắc, thì lúc này nếu như mà tôi quay thì nó sẽ quay theo gì đây nhỉ? Quay theo tâm của thằng kia, đúng không? Thế thì bây giờ chúng ta chỉ cần làm là gì đây nhỉ? Vẫn giữ cái góc độ mà quay cưỡng bức 6 độ, đúng không? Giữ Ctrl này, kéo một cái này, chuột phải để nhân bản này, sau đó lại Ctrl R, thì lúc này không cần phải cắt gì nữa. Thì là chúng ta sẽ có tiếp cái mặt này, đúng không? Đây cũng là một cách nữa, đúng không? Thế bây vừa nãy là chúng ta phải dịch tâm quay. Bây giờ tôi lại hướng dẫn một cách khác nữa là chúng ta sẽ không dịch tâm quay mà chúng ta mượn tâm. Đây, bây giờ chúng ta lại nói đến chuyện mượn tâm thì như thế nào? Mượn tâm thì bây giờ tôi cũng chẳng cần phải tính cái thằng này, mặt sát nó, không cần biết tâm của vòng tròn ở đâu, tôi cũng không cần tính. Cái chúng ta cần quan tâm mỗi là gì đây nhỉ? Góc quay là bao nhiêu thôi. Trong trường hợp này tôi không cần biết là cái tâm của vòng tròn nó nằm ở đâu cả. Nhưng tôi sẽ chơi trò mượn tâm, có nghĩa là tôi nhấn Alt, tôi vẽ một cái vùng tròn chạm cả vào cái gì đấy ạ?
chạm cả vào cái vạch số lẫn cái vòng tròn. Thế bây giờ nếu mà cả hai thằng này đang được chọn cùng một lần thì nó quay theo tâm của cái nào? Nó sẽ quay theo tâm của cái thằng to, đúng không? Thế bây giờ tôi không cần phải tìm nữa, và tôi sẽ quay theo cái cách này, giữ control này, quay này. Bây giờ tôi không cần tính, tại vì khi mà cả hai thằng cùng chọn với nhau, một thằng nằm lọt lòng ở trong thằng to hơn thì đương nhiên là cái tâm quay nó sẽ là tâm quay của thằng to rồi. Lại chuột phải. Bây giờ nhân bản có cần phải tìm tâm ở đâu không ạ? Không cần, đúng không? Nhưng bây giờ nó sẽ có vấn đề là gì đấy? Các vạch này được nhân bản nhưng đồng thời nó cũng nhân bản cả gì đây, cả cái vòng tròn ở ngoài. Vậy thì trước hết là tôi cất lấy một thằng gì đã, Ctrl C copy, nhấn an, vẽ một cái đây để tôi chọn hết tất cả các vòng tròn mà chồng chéo nhau, xóa đi. Và bây giờ tôi dán trả lại một vòng thôi thì tôi cũng sẽ có cái mặt của cái đồng hồ này và tất cả các vạch kia. Thế đây là cách tương đối thủ công. Đấy, mượn cái gì đây? Mượn có cái trợ giúp duy nhất là cái góc độ quay cưỡng bức là 6 độ. Đấy. Như thế là chúng ta đã có được ba cái cách khác nhau. Đó, ba cách khác nhau. Thế còn bây giờ quay trở lại với cái bài mà chúng ta yêu cầu, chúng ta sẽ làm bằng lệnh nhá. Thì đây, cách thức nó sẽ là như thế này. Cũng vẫn vẽ ra một vòng, cũng vẽ ra một vạch, và chúng ta sẽ phải vẫn gióng hàng là gì đấy, C, để cho nó thẳng nhau, đúng chưa? Sau khi gióng thẳng nhau rồi, bây giờ tôi mới tính cái đoạn mượn tâm là như thế nào. Thì các bạn quan sát này này, về mặt quy tắc thì vẫn là bài toán chỉnh tâm thôi. Bây giờ tôi chọn đối tượng thì đây chính là khai báo về cái tâm của gì đây nhỉ, tâm của vòng tròn, đúng không? Tôi sẽ dịch chuyển tâm của đối tượng bằng cách là copy các giá trị này. Ví dụ đây, copy là tôi copy cái giá trị x của cái tâm vòng tròn, sau đó tôi lại chọn cái vạch này và tôi dán Ctrl V vào đây. Vậy là một giá trị đã bằng nhau. Tôi lại chọn tiếp cái vòng tròn và tôi làm sao đây, tôi copy tiếp giá trị tọa độ y của cái tâm quay, sau đó lại bấm ra ngoài hủy chọn và lại chọn lại vào cái vạch số. Bây giờ tôi chọn cái vạch này và tôi dán tiếp cái tọa độ thứ hai vào đây. Đó, đến đây rồi, có nghĩa là tâm quay này, các bạn nhìn này, thấy chưa, tâm quay của cái vạch này nó đã chạy về đúng cái vị trí này. Vì sao? Vì tôi đã lấy cái tọa độ x và y của cái vòng tròn lớn, tôi gán lại cho cái tâm quay của cái đối tượng mới này. Bây giờ chúng ta còn phải tính thêm bao nhiêu đây? Bây giờ là 50. Thứ nhất là quay 6 độ này, đúng không? Điểm vào đây. Copy bao nhiêu bản ạ? 59 bản, đúng không? Đây, apply. Xong. Nó chỉ nhanh hơn nhau ở cái đoạn là copy ở đây, là mình có thể gán cho nó cái gì đây nhỉ? Số lượng bản sao. Mình có thể làm một mạch 59 bản sao thay vì là cứ tạo từng cái và nhắc lại. Thế còn về mặt nguyên tắc chung vẫn là xác định tâm quay. Đấy. Cái vạch ở trên mặt nó phải trùng tâm quay của cái mặt đồng hồ thì chúng ta mới có thể giải quyết được cái bài này. Thế còn bây giờ tôi vẽ kim thì vô tư rồi, đúng không? Đây, tôi chỉ cần vẽ một cái kim. Đấy, đặt vào đây. Trước hết là mình sẽ phải nhấn C để cho đảm bảo rằng là nó thẳng hàng. Bây giờ tôi lại lấy cái tâm của thì đây, vòng tròn. Tôi gán cho cái kim này. Đấy, đến đây xong, chúng ta quay thử xem nó có quay theo cái mặt đồng hồ nhá. Đúng không ạ? Đúng chưa? Kim nữa cũng thế thôi. Đây, kim ngắn này. C này đảm bảo là trục thẳng đã. Bây giờ tôi lại chọn mặt đồng hồ. Copy trục y thôi. X thì không cần, tại vì một khi chúng ta đã gióng thẳng cái này rồi thì cái trục kia là đương nhiên là nó ổn rồi. Đấy.
Bây giờ tôi copy giá trị này, tôi lại gán cho cái kim phút, kim kim giờ. Đấy, bây giờ kim giờ này. Đấy, ví dụ thế, đây là một cái bài rất là đơn giản để chúng ta minh họa cho cái việc là quay và nhân bản là như thế nào. Cái việc xác định tầm quay ở đâu, xác định copy cái giá trị tầm quay như thế nào. Đó. Thế vậy, bây giờ chúng ta cứ tính lại lại thôi. Tôi hoàn toàn tôi có thể copy các giá trị để gán cho một đối tượng khác giá trị của tâm quay. Tôi chỉ việc là chọn đối tượng đấy, đúng không? Nó khai báo hai cái tọa độ XY. Các bạn copy đủ cả hai cái rồi thì các bạn sẽ đây. Bây giờ nó nằm ngoài nhé. Bây giờ tôi vẽ một cái gì đó nằm ngoài nhé. Một cái hình nằm ngoài. Đây, hình này là hình nằm ngoài. Bây giờ tôi muốn cho nó cũng quay theo cái này thì tôi cũng chỉ cần làm thế này thôi, đúng không? Copy giá trị trục x này, dán vào đây. Sau đó lại copy giá trị trục y này, chọn lại dán vào đây. Bây giờ kiểm tra thử này, thấy không? Tầm quay nó nhảy vào đúng đây. Bây giờ quay kiểu gì nó cũng sẽ gì đây, chạy theo cái tâm tròn đấy. Ở ngoài này có làm được không? Nếu mà không chơi trò đấy thì đây, thủ công nhá. Thủ công thì đây, các bạn chỉ việc là giữ shift này, vẽ tiếp một cái vòng tròn nhưng phải lớn hơn, phải chồm ra ngoài đối tượng này, chuột phải. Bây giờ tôi cái vòng này và vòng trong là nó trùng tâm với nhau đúng không? Vậy thì tâm quay nó phải giống nhau. Bây giờ tôi chỉ việc là làm sao đây, chọn cả hai thằng này, giữ an, vẽ thế này. Bây giờ quay có trùng tâm không? Cũng trùng tâm. Đấy, đây là quy cách mượn tâm. Mượn tâm là chúng ta dùng một cái vòng tròn lớn hơn nhưng mà đồng tâm với vòng tròn to, và vòng tròn lớn này nó phải chờm ra phía ngoài của cái đối tượng mà chúng ta muốn mượn tâm quay đấy. Đấy, hai cách thủ công hoặc là theo cái tham số thì các bạn dùng cách nào cũng được. Thế thì bây giờ quay trở lại là các bạn khi mà được yêu cầu làm cái này, rõ ràng là các bạn đang bị lúng túng trong cái việc gọi là suy nghĩ logic cho cái bài này. Bây giờ hướng dẫn rồi thấy nó đơn giản hay phức tạp ạ? Rất đơn giản. Bài toán cuối cùng chỉ là gì đây? Nếu mà một vạch số trên mặt đồng hồ, vậy thì nó phải gì đây? Quay trung tâm với cái mặt đồng hồ. Thế thôi, và quay bao nhiêu độ? Đấy. Quy đi quy lại nó chỉ là con số là quay bao nhiêu độ thì nhân bản một cái. Hết. Mà nó có nằm ngoài những cái kiến thức mà chúng ta đã trao đổi với nhau không? Bây giờ tôi mới nói đến cái transformation này, nhưng không có nghĩa là những kiến thức cũ của chúng ta là không đủ, đúng không? Những cái lệnh cắt hoặc là nhân bản hay là quay bao nhiêu độ các thứ đấy, hoặc là lệnh hàm, lệnh cắt các thứ, thì là những thứ mà chúng ta đã nói với nhau rồi, đúng không? Không hề nằm ngoài đấy. Nhưng mà nó tăng lên một mức là gì đây? Tăng lên một mức là chúng ta làm sao để chúng ta dịch được cái tâm vào đúng vị trí, hoặc là làm sao để chúng ta mượn được một cái tâm giống như tâm vật mẫu. Thì cái đấy thì chúng ta phải có một cái sự linh hoạt ở trong tư duy thôi. Nó cũng giống như là cái bài hôm trước mà tôi nói với các bạn là làm sao để cho một đối tượng vừa nằm trên vừa nằm dưới một đối tượng khác. Rõ ràng là logic là nó không có cái chuyện đó, nhưng mà chúng ta lại phải nghĩ cách làm sao để lừa mắt, để mà làm cho người ta thấy rằng là một đối tượng vừa nằm trên vừa nằm dưới đối tượng khác. Thế thì cái kiến thức thì nó chỉ có thế thôi, đúng không? Nhưng bây giờ chúng ta lại đòi hỏi một cái cách suy nghĩ nó linh hoạt hơn một tí, nó sáng tạo hơn một tí, để vận dụng những thứ mà chúng ta đã biết. Thế là vừa như thế là chúng ta đã giới thiệu với nhau về lệnh quay, đúng không? Transformation, rotate. Bây giờ chúng ta sẽ nói tiếp tới một số cái khác nữa này. Move này, hay là position này. Position vị trí, ngày xưa thì nó gọi là move. Đấy, dịch chuyển. Rotate là quay, đúng không? Bây giờ chúng ta còn có thêm một số cái là scale and mirror, rồi size và skew kéo xiên.
Tất cả những lệnh này chúng ta đều đã từng làm một cách thủ công bằng công cụ Quick này rồi, đúng không? Đấy. Thì bây giờ chúng ta xem tiếp này. Ví dụ như scale emerald. Thì bây giờ chúng ta sẽ có cái gì nhỉ? Lật ngang này, lật dọc này, đúng không? Và copy. Ví dụ copy một này. Bây giờ cái này là chúng ta làm sao đây? Chọn gì đây? X này, apply này. Thế nhưng mà như thế này thì có khác gì không? Có chứ. Vẫn xuất hiện thêm một cái thứ hai đấy. Vấn đề là chúng ta xác nhận lại là cái tâm lật nó nằm ở đâu, đúng không? Cái bài này chúng ta lật ở đây thì nó sẽ vẫn là đúng trục giữa thôi, và do đó chúng ta sẽ không nhận thấy cái thao tác lật. Đây này, bây giờ tôi nếu mà tôi đặt vào đây là một cái chữ B chẳng hạn thì các bạn sẽ thấy là nó khác nhá. Cái hình vừa nãy tôi vẽ là một hình vuông, cho nên là lật phải, lật trái, lật trên, lật dưới thì nó cũng như nhau thôi, chúng ta sẽ không phát hiện được. Nhưng mà ví dụ như cái chữ B này, quay trở lại với cái này, đúng không? Lật trái phải này, bây giờ thì chúng ta nhìn ra chưa ạ? Hay là chữ A này, hay hoặc là chữ V này, chữ A này, thì bây giờ chúng ta lật từ đây trên dưới thì lúc này chúng ta mới nhìn thấy, đúng không? Cái hình này hơi khó, bây giờ tôi bỏ hình này đi, chúng ta xem bằng các lệnh này, đúng không? Bây giờ nếu như mà tôi chọn lệnh gì đây, mirror theo trục x, ở đây chúng ta có hai trục nhé, x này. Bây giờ nếu như mà chúng ta lật này mà chúng ta có copy thì chúng ta sẽ nhìn rõ là nó lồng vào nhau này, còn nếu mà copy không thì làm sao đây, nó chỉ lật thôi thì cũng không khác gì lệnh này. Cái này để làm gì? Cái này để đảm bảo rằng lật xong thì có thể là gì đây, nhân bản. Cái lệnh kia thì không có cái lệnh lệnh nhân bản, đúng không? Nó chỉ lật, giúp chúng ta lật thôi. Đấy. Thế bây giờ lật theo gì đây? Y, đúng không? Trục Y này, đây. Thế còn nếu mà chúng ta tính cả nhân bản nữa thì làm sao đây? Thì nó sẽ lồng vào nhau này, đúng không? Thế nhưng mà có lật được cả hai không? Nó cho phép các bạn lật cả hai luôn. Này. Không đi, copy không đi. Bây giờ chúng ta làm lại cái này. Đây. Cả x cả y nhé. Đấy. Thì nó lại lật cả hai chiều. Nhưng mà cái nếu thế thì chúng ta lại phải tìm một hình khác nữa. Đây, chúng ta dùng một cái hình ví dụ như là chữ chữ K Q, đúng không? Chữ Q đi. Này, bây giờ chúng ta lập bằng chữ Q đi thì nó sẽ rõ hơn, đúng không? Đây là hình gốc này. Bây giờ nếu mà tôi lật cả ngang cả dọc này thì lúc này nó sẽ thế này. Nếu mà chỉ một chiều thôi thì nó sẽ thế nào? Đây, chỉ chiều này thôi thì nó lên hay xuống, đúng không? Thế còn nếu mà chỉ chiều này thôi thì nó phải hay trái? Còn nếu như mà chúng ta chọn cả hai thì nó làm ra đây, thực hiện cả hai thứ trong một lần, đồng thời nó sẽ cho phép chúng ta nhân bản thêm nữa. Như thế là cái lệnh này thực ra về mặt bản chất nó không có khác quá nhiều so với lại cái gì, nó không khác quá nhiều so với các thao tác thủ công chúng ta vẫn làm, tuy nhiên nó có nhiều option hơn. Đấy. Thế còn cái này là gì? Cái này là size, đó, size thì chẳng qua là gì đây, tỷ lệ thôi, cái kích thước thôi. Bây giờ bạn có thể điều chỉnh một cách chính xác luôn cái x này là bao nhiêu. Ví dụ bây giờ đang là 88, bây giờ tôi chọn nó là 50 thôi chẳng hạn. Apply thì nó thu lại. Ở đây các bạn lưu ý nó có một cái tùy chọn này nhé, proportional này. Nếu mà các bạn mà bỏ cái này đi thì các bạn có thể là điều chỉnh một chiều dưới đây nhỉ, một chiều thay đổi, chiều kia không thay đổi, hoặc là thay đổi theo các cách khác nhau. Còn nếu các bạn đánh dấu vào đây proportional này thì nó sẽ chỉ cần là đổi tham số một chiều, chiều kia nó sẽ tùy theo tỷ lệ nó co, nó duỗi theo. Đấy, thì phần này thì không có cái gì phức tạp quá. Thế còn cái skew này thì đơn giản là xô chéo đi bao nhiêu thôi. Ví dụ tôi cho nó là 15 độ chẳng hạn. Đấy, thì nó sẽ kéo xiên cái này đi. Tất nhiên là nó còn cho phép chúng ta làm cả hai chiều luôn nếu như mà chúng ta cần.
ví dụ 15 độ x 15 độ y thì lúc này nó sẽ xoay nhiều hơn, xiên nhiều hơn đấy. Thì cái phần này thì nó cũng không có cái gì gọi là phức tạp quá cả, chỉ có điều là nó cho chúng ta thực hiện nhiều nhiều option hơn trong một cái thao tác thôi. Thế đấy là mấy cái lệnh về về transform. Ok, sau khi xong cái transform này rồi thì bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu một số các cái hiệu ứng đi. Chúng ta làm việc một chút với các cái xem là hiệu ứng hơn hay là tô trước đi. Chúng ta làm việc với tô trước đi.